video này không dành cho những người gầy. Và nếu như mọi người yêu quý mình thì không sao, mọi người vẫn có thể xem được bình thường. Và như các bạn đã đọc tiêu đề của cái video này rồi, là ngày hôm nay mình sẽ chỉ cho mọi người cách để mặc đồ với cả người béo. Và đầu tiên ở đây mình có một số những cái áo t-shirt mà có, mình sẽ để tạm ở đây cho mọi người á. Và để trước khi bắt đầu vào cái nội dung của video này thì mình sẽ unboxing một cái món quà mà mình vừa nhận được tại Beat. Đây là hai chiếc áo t-shirt của Beat, Unbeat đã gửi tặng cho mình cách đây mình nhớ không nhầm cách đây khoảng 2 tuần rồi, mà bây giờ mình mới có thời gian để làm video và unboxing cho các bạn. Chắc là mình sẽ xin mọi người một vài phút thôi, bởi vì là mình thực sự muốn chia sẻ nó với cả mọi người. Và về cách đóng gói của Beat này thì được đựng ở trong một cái túi zip và có chữ Beat ở đây thôi. Bây giờ mình sẽ mở nó ra. Đây là một chiếc áo tie-dye mà được custom tie-dye là bằng handmade 100% bằng tay. Cho nên là mỗi một cái áo mà khi mà đến tay của các bạn ấy thì nó sẽ lại có một cái họa tiết tie-dye khác nhau. Điều này nó khá là hay ở cái chỗ là khi mà các bạn mà có đi chơi đám đông hoặc là các bạn có đi ra ngoài đường ấy thì sẽ không có một chiếc áo nào có cái họa tiết tie-dye màu giống như cái áo của các bạn đang mặc cả, bởi vì là mỗi một chiếc áo nó sẽ có random từng một cái họa tiết, nhưng mà cái tông màu của nó vẫn sẽ là ba cái tông màu chủ đạo ở đây là màu vàng, màu trắng, màu xanh baby blue và màu hồng. Về cái chiếc áo này thì nó là một cái form áo là oversize. Về cái chất vải của Beat thì chắc chắn là mình cũng sẽ không nói nhiều, bởi vì là trước giờ ấy mình nhận được những cái đồ mà Beat gửi tặng cho mình thì mình luôn luôn là cảm thấy là họ có một cái sự lắng nghe người dùng và có những cái chất vải phải nói là rất là tốt. Những cái người ngày xưa hay mặc là do những cái bạn skate, những cái bạn chơi skateboard dùng những cái áo tie-dye này để mặc trông nó khá là chất. Và mình nhớ y nguyên là ngày xưa mình còn lên trên mạng mình tìm bán chiếc áo tie-dye này, mình không biết cái áo hồi đấy, không biết tên áo này là gì đâu. Mình lên trên mạng mình ghi là bán áo 7 màu thì nó ra một số cái hóa chất tie dye nhìn nó đẹp, bỗng một vài năm nó đã bị không được quay trở lại, nhưng mà mình cũng khá là đáng vui là những cái họa tiết tie dye này được quay trở lại với cả thị trường thời trang của Việt Nam cách đây khoảng 2 năm. Và ở đằng trước này chúng ta sẽ có một cái chiếc Beat được in kỹ thuật số, có một cái chữ là Pastel Drawing 2020, đặc biệt hơn đó chính là Made in Việt Nam. Ở bên trong sẽ là một cái tag của Beat, sẽ là một cái tag bằng giấy nữa, Beat và Unbeat. Theo như mình cập nhật thông tin ấy thì Beat có mở một cái store ở Hồ Chí Minh. Chắc là tháng 10 này mình vào Hồ Chí Minh thì chắc chắn là mình sẽ ghé qua thử cái store của Beat này và sẽ cop thêm một số những cái món đồ khác của Beat mà hiện tại họ đang bán. Trước mặt các bạn đây đó chính là một chiếc áo nữa, một chiếc áo màu xám. Cái chất vải của nó mình không biết là phải miêu tả như thế nào, nhưng mà các bạn phải hiểu là một cái chất vải cực kỳ là chất lượng, nó khá là dày mà nó không co giãn nhiều đâu. Cho nên là cái chất vải này khi mà các bạn mặc, các bạn có thể option trực tiếp tại store của Beat là các bạn muốn nó rách ở phần cổ này thì Beat sẽ làm bằng tay cho các bạn. Và những chiếc áo mà có chất vải như này này, nó sẽ làm những phần distress, những phần rách này cực kỳ là hoàn hảo luôn. Sau sẽ là một cái chữ Beat ở lớp, nghe theo tiếng gọi của tình yêu à. Về cái phần hình print này thì được in bằng nhung, được thêu bằng nhung khá là chất lượng, sờ vào thì khá là thích. Bây giờ thì mình sẽ thay cái áo này luôn cho mọi người xem là mặc nó sẽ như thế nào. Mình sẽ phải dùng thêm một cái dây chuyền cho nó đỡ trống. Ok, không biết là mọi người cảm thấy như nào, nhưng mà mình thì thấy cái form áo của nó khá là đẹp. Và mọi người nhớ là đừng quên nhập code đạt 10 để có thể giảm giá trực tiếp 10% khi mà các bạn mua hàng tại Beat. Chắc là mình sẽ không nói nhiều nữa, mình sẽ bắt đầu luôn vào cái nội dung chính của cái video này, đó là người béo thì mặc gì cho đẹp. Và những cái nội dung sau đây thì sẽ dựa theo những cái ý kiến của mình, những cái mà mình đã trải qua rồi, mình muốn chia sẻ nó với cả mọi người. Và đầu tiên, để mọi người biết là mọi người có béo hay không thì mọi người hãy vào cho mình cái trang web, mình sẽ để link ở phần dưới, để tính ra cái chỉ số BMI. Cái chỉ số BMI này là một cái chỉ số mà nó để xem là mọi người có gầy hay là mọi người béo, như là nó là một cái chỉ số tính trung bình. Khi mà các bạn tính ra rồi thì nó sẽ có một cái chỉ số BMI nhất định, như của mình là rơi vào khoảng tầm là 25 hay là 26% BMI, nó cũng hơi béo một chút thôi. Và mình sẽ để cái bảng BMI tiêu chuẩn ở đây để mọi người có thể biết được là mọi người đang trong cái mức độ nào. Còn nếu như những bạn gầy ấy, mà muốn mình làm video về cách mặc đồ cho người gầy thì chắc là mọi người phải đợi mình một vài thời gian nữa. Khi mà mình gầy đi rồi thì chắc chắn là sẽ có cái video phối đồ cho người gầy bằng cách là chính người mình luôn. Theo như mình nhận thấy là béo chia ra làm hai loại, là một loại béo lùn và một loại béo cao. Mình là một loại béo bình thường, là nó cũng không quá lùn cũng không quá cao. Theo như mình thấy là những cái người lùn ấy là những cái bạn nam
dưới 1m6 thì nhìn nó hơi có một chút gì đấy, nó hơi thấp thôi. Nhưng mà các bạn sẽ cố gắng ăn thêm canxi hoặc là chơi bóng rổ, các thứ thể thao thì nó sẽ cố gắng là sẽ up lên cho các bạn thêm một chút cm về chiều cao. Và khi mà các bạn cao từ 1m7 trở lên ấy thì mặc đồ khá là đẹp và mặc đồ nó sẽ nhìn cân đối hơn. Và mình sẽ chia làm 4 phần ở trong video này, là bao gồm là áo này, quần này, phụ kiện và giày. Và đầu tiên thì sẽ là áo. Về những người béo mà mặc áo ấy thì mình khuyên mọi người một điều là nên mặc áo oversize. Áo t-shirt nói chung ấy thì nó chia ra khá là nhiều loại. Áo oversize, áo polo hay là áo fit, áo nó ôm sát vào người để lộ ra những cái cơ bắp, những cái body của mọi người ấy. Mình khuyên mọi người là nên mặc áo boxy, áo oversize. Oversize là những chiếc áo mà nó đem đến cho mọi người cái sự thoải mái, nó không bị gò bó và nó sẽ may rộng hơn những chiếc áo bình thường. Ví dụ như là những cái chiếc áo bình thường ấy là phần vai của các bạn nó sẽ chỉ đến đúng cái phần vai thôi. Còn phần áo oversize thì phần vai nó sẽ rộng ra hơn một chút. Cái áo oversize là một trong những cái áo mà nó phải chiếm tầm từ 80-90% trong tủ đồ của mình. Bởi vì là mình khá là nhiều những cái oversize nó che đi cho mình khá là nhiều khuyết điểm. Đầu tiên để mà nói những chiếc áo oversize ấy, nó sẽ che cho các bạn được những cái chiếc bụng mỡ, những cái chiếc bụng hơi to một chút, bụng bia, bụng mỡ gì đó. Nó sẽ làm cho cái phần vai của mọi người trở nên rõ ràng hơn, bởi vì là nó sẽ có những cái đường gồ lên của vai như này. Nó sẽ làm cho áo các bạn chất hơn rất nhiều. Oversize là thực chất là một cái form áo, chứ không phải là các bạn cứ mua một chiếc áo bình thường về sau đó thì các bạn upsize lên. Ví dụ như là bình thường các bạn mặc size M, các bạn mua hẳn size XL về rồi các bạn gọi đấy là áo oversize, thì theo như cá nhân của mình thấy điều đó không đúng. Và đó, đầu tiên là mình khuyên mọi người nên mặc cho mình những chiếc áo oversize để có thể che đi khá là nhiều khuyết điểm của mình. Tiếp đến là quần. Thì như ở cái video Jordan mà mặc với cả quần nào ấy thì mình cũng đã nói rồi là có một số quần cũng che được khá là nhiều khuyết điểm của những bạn béo. Ở những bạn béo thì thường là sẽ đùi và bắp chân khá là to. Chính vì vậy nên là mình sẽ chọn những cái quần nào mà có cái ống rộng để nó che đi bớt được một số khuyết điểm. Thì mình cũng không muốn nói nhiều với cả mọi người về chiếc quần này đâu, bởi vì là mọi người hỏi mình khá là nhiều về chiếc quần này. Thì đây là một cái chiếc quần cargo pants. Nói chung các bạn có thể tìm trên mạng khá là nhiều những loại quần cargo pants khác nhau. Là một trong những cái quần mà nó đem đến cho mọi người được cái sự thoải mái này. Thường là nó sẽ may khá là rộng, cho nên là các bạn yên tâm là các bạn sẽ giấu đi được khá là nhiều khuyết điểm, là như là đùi hoặc là bắp chân, hoặc là cũng có thể nói đến như những chiếc quần này. Những cái chiếc quần gọi là sweatpants, cargo pants gì đấy, thì nó cũng là một trong những cái quần nó cũng che cho mọi người đi khá là nhiều khuyết điểm. Cho nên là các bạn cứ yên tâm là mặc những chiếc quần như là sweatpants này, cargo pants này, hoặc là chiếc quần jeans, nhưng mà cố gắng cho mình là những quần jeans không quá bó. Và ngoài ra có một chiếc quần nữa mà cân tất cả mọi trường hợp, đó chính là một chiếc quần Âu. Quần Âu hay nói cách khác là một chiếc quần ống suông. Nó sẽ là ống suông thẳng tuột từ trên xuống dưới, không hề có một cái khuyết điểm gì ở trên chiếc quần này cả. Cái thứ nhất là mặc sẽ rất là thoải mái này. Cái thứ hai là nó sẽ hách chiều cao và nhìn ngựa các bạn sẽ chia được từng khúc màu ra, thì nhìn các bạn có thể sẽ cao hơn một vài cm. Cái lưu ý khi mà các bạn mặc quần Âu ấy thì các bạn đừng mặc nó dài tận quết đất, mà các bạn hãy cho cái phần cổ chân và cái phần giày nó sẽ hở ra một chút, khoảng tầm 3-5 cm thôi, là nhìn người của bạn nó sẽ lịch lãm, nó lịch sự hơn rất nhiều rồi. Và còn về quần short thì mọi người có thể chọn mình những chiếc quần harem short ở đây. Còn về quần jean thì mình không đánh giá khá cao. Với những quần jean hiện tại thì mặc nó sẽ bó vào chân của mọi người khá là nhiều. Điều đó cũng làm cho mọi người lộ ra những cái phần khuyết điểm như là đùi to, bắp chân to hay như nào đấy. Nhưng mà mình nghĩ là vẫn nên có một chiếc quần jeans ở trong tủ đồ của mình, tùy theo những cái trường hợp. Mà quần jean ý, thì mọi người nên chọn cho mình màu tối, màu đen hoặc là màu xám tối, tối cho tối vào. Và theo như mình cảm nhận thấy và như mình nhìn nhận thấy ấy, là màu đen là một trong những cái màu trường tồn theo thời gian. Khi mà các bạn mặc màu đen vào, nó sẽ làm cảm tưởng như người các bạn sẽ rất là gầy đi. Chính vì vậy cho nên là những cái bộ outfit của mình thường là mặc màu đen. Và nhưng mà yên tâm là trong cái đà tới thì mình vẫn sẽ đa giảm cân và mình sẽ cố gắng là làm một cái video dành cho người gầy. Thế như vậy là chúng ta đã xong được hai phần. Phần cuối cùng đó chính là phần giày. Về phần giày thì mình nghĩ là mọi người có thể đi được hầu hết khá là nhiều đôi giày. Nhưng mà mình khuyên là mọi người không nên đi những cái đôi giày kiểu như là form kiểu Stan Smith, là nó hơi kiểu lịch sự quá, trông nó kiểu các bạn bị nuốt chửng đôi giày ấy. Vào đấy thì mọi người có thể đi những cái đôi giày như này. Ở đây thì mình có một cái đôi Puma Thunder. Đây là một cái đôi mà mình mua phải đến hơn năm nay rồi mà mình mới đi được có 2 lần. Một cái đôi giày mà có một cái form gọi là form to. Nó là một cái form khá là giống với cả đôi Easy 700, là kiểu form kiểu giày bánh mì ấy. Ngoài ra thì không thể thiếu được những cái đôi giày mà gần đây mình thực sự rất là thích, đó chính là đôi Jordan. Về cái đôi giày này thì mình nghĩ là hợp
từ tất cả những các bạn gầy, bạn béo, bạn nào mình nghĩ là cũng hợp cái đôi giày Jordan này luôn. Các bạn chỉ cần đi vào auto lửa ngầu. Ngoài ra thì các bạn có thể đi những cái đôi như kiểu như là đôi Old School hoặc là đôi Vanvort đều rất là đẹp. Mình chỉ nên hạn chế là đi những cái đôi như mình vừa nói á, là những cái đôi kiểu form kiểu Stan Smith, những cái đôi giày nó đơn giản casual thì mình không nên đi những cái đôi form như vậy. Và cuối cùng là phụ kiện, thì mọi người có thể chọn cho mình những chiếc nhẫn ở đây hoặc là những cái vòng cổ. Mình nghĩ là vòng cổ là một trong những cái món phụ kiện mà hầu hết từ những bạn gầy, bạn béo hay những cái bạn như nào đó vẫn đều thể đeo được, bởi vì nó cũng chả mất cái gì đi cả, nó chỉ tạo thêm được cái điểm nhấn ở trên mỗi cái bộ outfit của mọi người thôi. Điều đó thì không có gì chúng ta không nên làm cả. Mà ngoài ra khi mà các bạn đi ra ngoài đường mà kiểu như không có vòng cổ hay như nào đấy thì mọi người cũng có thể sử dụng cho mình những chiếc túi. Ở đây thì nó sẽ có thể sử dụng những cái chiếc túi như là quest bag hoặc là những cái chiếc túi shoulder bag, và một số những cái lời khuyên cũng như là cái kinh nghiệm của mình ở khi mình đã thử rồi. Và theo như những gì mà mình đã cảm nhận mà nhìn nhận thấy là ở hầu hết tất cả các mùa, những các bạn béo thì thường không nên là mặc layer quá nhiều lớp. Thực chất thì mình sẽ chỉ mặc duy nhất một chiếc áo t-shirt ở mùa hè, và ở mùa đông thì có thể khoác thêm cho mình một chiếc áo jacket bình thường thôi, không nên gọi là layer nhiều lớp quá, bởi vì là những các bạn béo mà layer nhiều lớp ấy nhìn nó sẽ rất là ngốt. Thì mọi người thử layer 2-3 lớp mà mọi người vẫn thấy là tự tin về cái bộ đồ đấy của mình thì ok, mọi người vẫn có thể mặc được nó được ra đường. Còn mình thì khuyên mọi người là không nên mặc layer quá nhiều lớp khi mà các bạn ra đường, bởi vì là những người béo mặc layer không đẹp. Là từ trước đến giờ mình thấy là kể cả mình luôn, mình hơi béo một chút nhưng mà mình mặc layer cũng thấy không đẹp. Layer thì thường sẽ mặc cho những người gầy thì mình thấy là nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Có lẽ là những cái tip của video này chỉ đến đây thôi. Và nếu như mọi người thấy hay thì mọi người nhớ là đừng quên ủng hộ mình bằng cách là like, share và subscribe channel của mình. Và ngoài ra bên cạnh nút subscribe thì có một cái dấu chuông. Mọi người bấm vào nút chuông để có thể nhận được thông báo mỗi khi mà mình up video mới lên. Và đừng quên follow Instagram của mình. Và hẹn gặp lại mọi người ở cái video sau. Peace.